Ngày 18 tháng 3 năm 2014, bán đảo Crimea, nơi tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Ukraine, sau khi Liên Xô sụp đổ, đã chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga. Tuy nhiên, Kiev chưa bao giờ chấp nhận thực tế này. Kể từ đó cho đến nay, cuộc xung đột giữa hai nước đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.000 người. Có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, và Mỹ đã không cho phép mình đứng ngoài cuộc chơi. Họ đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Kiev và nhanh chóng viện trợ một loại vũ khí để giúp Ukraine chống lại biển tăng đến từ Nga. Được mệnh danh là kẻ hạ bệ vua chiến trường và cũng là một trong những tên lửa diệt tăng uy lực nhất mọi thời đại. Không ai khác, đó chính là Javelin. Nhưng vấn đề ở đây là liệu sức mạnh khủng khiếp của loại tên lửa này có cứu được Ukraine trước đòn tấn công từ Nga hay không? Mời các bạn hãy cùng Kiến thức quân sự đi tìm lời giải đáp trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Sau khi bị máy bay chiến đấu và những loại tên lửa hiện đại làm lu mờ trong những ngày tháng căng thẳng của chiến tranh lạnh xảy ra giữa Liên Xô và Mỹ, lực lượng tăng thiết giáp được mệnh danh là quả đấm thép của lục quân đang dần lấy lại vai trò của chúng trên chiến trường. Nhiều quốc gia đang tăng cường phát triển và nâng cấp xe tăng sau một thời gian dài quên lãng. Và theo đó, khắc tinh của chúng là các loại vũ khí chống tăng cũng được phát triển để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, mà loại tên lửa mang đậm dấu ấn của thời kỳ này đó chính là Javelin. Từ nhu cầu thực tiễn, vào tháng 6 năm 1989, một hợp đồng trị giá 30 triệu đô la Mỹ nhằm nghiên cứu phát triển Javelin để phục vụ quân đội Hoa Kỳ đã được trao cho liên doanh gồm hai nhà thầu Texas Instruments và Martin Marietta, là tiền thân của công ty Raytheon và Lockheed Martin ngày nay. Nó đã được đưa vào biên chế từ năm 1996, thay thế cho tên lửa chống tăng M-47 Dragon. Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai, bắn và quên hiện đại nhất hiện nay. Vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa, kể cả là Kernet của Nga, và nó có thể bắn từ vai người lính mà không cần giả phóng. Ở đây, Kiến thức quân sự xin được chia sẻ với các bạn một số tổ hợp chống tăng hoạt động theo nguyên tắc tương tự. Đó là tên lửa chống tăng cá nhân cơ động thế hệ thứ 3 Autonomia, dẫn đường hồng ngoại IR, cùng với một biến thể đầu tự dẫn radar của Nga. Tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 Red Arrow 12 của Trung Quốc, Spy của Israel, Type 01 của Nhật Bản và Hinungun của Hàn Quốc. Tên lửa FGM-148 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà và công sự. Thậm chí với khả năng tấn công trực tiếp bằng chế độ bắn cầu vồng, thì những con trực thăng bay ở cao khoảng 152m trở xuống không phải là vấn đề đối với Javelin. Còn bây giờ, mời các bạn nhìn lên màn hình để cùng Kiến thức quân sự điểm qua một vài thông số cơ bản của một trong những dòng tên lửa vác vai chống tăng hiện đại nhất của Washington. Javelin có chiều dài 1,1m, đường kính 127mm và có trọng lượng lên đến 15,9kg. Bạn có thể sử dụng chúng trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Hệ thống tên lửa này bao gồm 3 thành phần chính, đó là bộ điều khiển, ống phóng và tên lửa. Muốn sử dụng hiệu quả thì ekip cần có 2 người. Thứ đóng vai trò chính khiến cho Javelin trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, đó chính là đầu đạn nặng 8,4kg, loại nổ lõm chống tăng HEAT. Đầu đạn này thuộc kiểu hai đầu nổ chuyên dùng để trị giáp phản ứng nổ ERA đang được trang bị trên xe tăng hiện đại. Đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính của xe tăng, tạo điều kiện cho đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên 600mm thép đồng nhất. Một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh HEAT tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công đột nóc từ trên cao, nơi lớp giáp mỏng nhất, được thiết kế để giảm trọng lượng xe. Có thể nói, sự xuất hiện của Javelin đã làm đảo lộn tất cả các tính toán của những nhà thiết kế xe tăng, và việc bổ sung giáp phản ứng nổ đã thực sự không có ý nghĩa nữa. So với các hệ thống vũ khí chống tăng khác,
thì Javelin dễ dàng tách và thiết lập bắn khi cần. Ví dụ dễ thấy nhất là tên lửa BGM-71 Tau. Tau yêu cầu một giá ba chân cực kỳ nặng, một hộp bảo vệ công kênh cho ống ngắm nhiệt, một ống phóng lớn hơn, dài hơn và tốn nhiều thời gian hơn để lắp ráp và chuẩn bị. Còn Javelin, nó có nặng nhưng vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều so với loại tên lửa khác, trong khi tầm bắn vẫn đảm bảo lên tới 4.750m. Và có một điều mà tôi cực kỳ thích ở loại vũ khí diệt tăng này, đó là nó cho phép người lính nhanh chóng lẩn tránh sau khi bắn. Bởi vì khi khai hỏa, Javelin chỉ tạo ra một luồng phụt tối thiểu mà thôi. Điều này không chỉ giữ bí mật vị trí của người lính, mà còn cho phép họ sử dụng nó ngay cả trong các cấu trúc hẹp như hầm hào, công sự. Một lợi thế vô cùng lớn trong tác chiến vùng đô thị. Mặc dù đầu đạn hit hiện nay của Javelin đã chứng minh hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng và các mục tiêu khác như vũ khí, các tòa nhà và các phương tiện bọc thép và không bọc thép ở Iraq và Afghanistan, nhưng quân đội Mỹ vẫn phát triển đầu đạn đa năng MPWH. Trong khi vẫn có thể hạ gục xe tăng, thì đầu đạn mới có vỏ thép tăng gấp đôi hiệu quả chống bộ binh nhờ tăng khả năng phần mảnh. Nhưng tất cả những nâng cấp này của Mỹ được đánh giá là không đủ nếu có một ngày chúng phải đối mặt với một trong những cỗ tăng uy lực nhất trên thế giới, T-14 Armata của Nga, dù Javelin sở hữu đòn đánh đột nóc rất nguy hiểm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thì đạn pháo và vũ khí chống tăng của NATO hiện nay hầu như không có tác dụng khi tấn công xe tăng Armata. Lý do là bởi chiến tăng này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Afghanist, có thể phá hủy các đầu đạn chống tăng hay làm chúng không hoạt động. Radar của Afghanist gồm 4 anten mảng pha chủ động, cảnh báo các đầu đạn đang bay về phía xe. Sau khi tính toán phần tử bắn, nó sẽ phóng các đạn đánh chặn sử dụng cơ cấu nổ lõm để vô hiệu hóa mục tiêu trước khi nó kịp tấn công xe tăng. Thiết bị gây nhiễu sẽ làm rối loạn quỹ đạo tên lửa. Laser và radar dẫn đường sẽ bị khóa do màn khói. Điện Kremlin khẳng định, hệ thống Afghanist trên tăng Armata đủ sức vô hiệu được cả đạn pháo chống tăng dưới cỡ sử dụng thanh xuyên làm từ hợp kim uranium nén. Và đó chính là lý do tại sao không một ai tin rằng loại tên lửa thuộc hàng bá đạo nhất thế giới Javelin có thể cứu được Ukraine trước đòn tấn công của Nga. Không những thế, nó còn có một số nhược điểm cố hữu không thể khắc phục được. Thứ nhất là hệ thống hoàn chỉnh của Javelin có tổng trọng lượng là 22,3 kg, nặng hơn yêu cầu của quân đội Hoa Kỳ khi họ thiết kế nó cho bộ binh. Thứ hai là do phải phụ thuộc vào chế độ ảnh nhiệt để nắm bắt mục tiêu, nên các khung nhìn nhiệt sẽ không thể hoạt động cho đến khi bộ phận làm lạnh đã làm mát hệ thống. Nhà sản xuất ước tính mất khoảng 30 giây để hoàn tất quá trình này. Nhưng tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường, nếu nhiệt độ xung quanh mà nóng quá, thì thời gian chúng ta phải đợi có thể lâu hơn nhiều. Thứ ba là các bệ phóng và tên lửa Javelin rất đắt tiền. Có vẻ như đây luôn là vấn đề lớn đối với những ai muốn mua vũ khí do Mỹ chế tạo. Năm 2002, một đơn vị phóng chỉ huy Javelin có giá tận $126,000 và mỗi tên lửa có giá khoảng $78,000, tương đương với $112,000 vào năm 2020. Và quan trọng nhất là các loại tên lửa chống tăng vẫn phải chịu tác động tâm lý của người điều khiển. Xu thế phát triển robot chiến trường sẽ phần nào khắc phục nhược điểm về dao động tâm lý người lính khi tiếp cận với đối thủ. Công ty Minram Robotics của Estonia phát triển UGV Titan, một loại xe vận tải bánh xích không người lái, có thể được lắp mô đun chiến đấu bao gồm súng máy hạng nặng và cả tên lửa diệt tăng Javelin điều khiển tự động. Phiên bản này được cho là kỳ phùng địch thủ xứng tầm đối với các loại xe tăng hiện đại nhất của Nga. Nhưng theo đánh giá của kiến thức quân sự thì rất khó để mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, bất chấp thực tế này, vào năm 2018, Ukraine vẫn đặt mua 210 tên lửa Javelin và 37 đơn vị phóng của Mỹ, sau đó mua tiếp 150 tên lửa và 10 phương tiện phòng khác. Lầu Năm Góc thậm chí còn bàn giao 30 tên lửa Javelin và 180 tên lửa chống tăng cho Ukraine trong tháng 10 năm 2021, một động thái nhằm thể hiện cam kết vững chắc của họ trong việc ủng hộ vấn đề chủ quyền của Ukraine trong bối cảnh đang căng thẳng với Nga.
Cho dù Moscow vẫn phủ nhận không hề có ý định đánh chiếm Kiev, đồng thời biện minh cho việc huy động binh lính đến biên giới là vì lo ngại NATO tăng cường sức mạnh bên sườn nước Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng Mỹ đã đề nghị nước này sử dụng những hệ thống tên lửa này một cách có trách nhiệm và chỉ phục vụ cho mục đích tự vệ. Sở hữu những vũ khí này có thể giúp tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của Ukraine trong trường hợp bị Nga tấn công. Tên lửa Javelin có thể tăng cường sức mạnh và hỗ trợ cho lực lượng gần 2.000 xe tăng của Ukraine, giúp nước này có thêm một lựa chọn chống tăng không cần xứng. Nếu có trong tay Javelin, khoảng 900.000 quân dự bị của Ukraine có thể học cách sử dụng chúng, sau đó được triển khai tới các tuyến đường di chuyển của xe tăng Nga mà quân đội Ukraine đã nắm được để chặn đà tiến, cản trở, làm suy yếu hoặc thậm chí là triệt tiêu một đòn tấn công bằng xe tăng do Nga thực hiện. Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine trong suốt nhiều năm qua, bắt đầu từ năm 2014. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, thì tính đến thời điểm cuối năm 2021, Mỹ đã chi khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ quân sự cho Kiev. Washington đã cung cấp cho họ vô số trang thiết bị quân sự và cử nhiều chuyên gia tới huấn luyện trong quân đội. Trong năm 2017 và 2018, Ukraine mỗi năm nhận 350 triệu đô la Mỹ tiền viện trợ quân sự, trong năm 2019 là 250 triệu đô la, và trong năm 2020 là 300 triệu đô la. Người cầm quyền Kiev bắt đầu nhận được tên lửa chống tăng Javelin sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt chuyển giao thứ vũ khí nguy hiểm này cho họ. Mặc dù Javelin có thể làm chậm đà tấn công của xe tăng, nhưng lại khó có thể ngăn chặn hoàn toàn. Bởi theo tính toán của Global Firepower, thì Nga sở hữu đội xe tăng chiến đấu lên tới 13.000 chiếc. Đây là một con số khủng khiếp, bởi vậy cần phải có thêm nhiều lựa chọn quân sự bổ sung mới có thể ngăn chặn hoàn toàn. Ukraine được cho là chỉ có khoảng 2.000 xe tăng. Tuy nhiên, nếu được nâng cấp, trang bị thêm thiết bị và vũ khí, thì ngay cả một lực lượng tăng nhỏ hơn cũng có thể ngăn chặn, đánh bại hoặc đơn giản là làm chậm đà tiến công của Moscow, mua thêm thời gian để phương Tây triển khai vũ khí tối tân hơn tới trợ giúp. Đây là cái lý luận khiến cho cá nhân tôi cảm thấy cực kỳ mơ hồ về khả năng của Kiev trong cuộc chiến này. Thậm chí là theo một phần của điều khoản hợp đồng với Lầu Năm Góc, Javelin sẽ không được triển khai trên chiến trường mà phải cất giữ ở miền Tây Ukraine, địa bàn cách chiến tuyến Donbass hàng trăm km, một quy định cực kỳ bất lợi cho Ukraine. Ngoài ra, các tổ hợp tên lửa này rất dễ bị hỏa lực pháo binh tiêu diệt vì chúng thường được lắp đặt trên các xe bọc thép hạng nhẹ nên thiếu lớp giáp bảo vệ nặng. Nếu Nga biết rằng các tên lửa chống tăng của Mỹ không có mặt ở đó thì hiệu quả răn đe sẽ không còn. Cho dù chúng có thể được vận chuyển tới đây trong trường hợp xảy ra xung đột, thì có lẽ Kiev đã thua ngay từ khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, chiến tranh hiện đại chưa hẳn là các tập đoàn quân hùng mạnh với những đoàn tăng, thiết giáp và máy bay tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, mà là cách mạng màu và sử dụng lực lượng tại chỗ tiến hành các cuộc chiến du kích tương tự như Afghanistan, Chechnya, Libya và rõ nét nhất là Syria. Mô hình nổi dậy, bạo loạn, chiến tranh du kích phối hợp với chiến tranh truyền thông, chính trị và can thiệp quân sự tầm xa có thể làm thất thủ bất cứ chế độ nào. Vì vậy, các loại vũ khí chống tăng như Javelin và nhiều tổ hợp chống tăng cơ động khác đang cực kỳ được giá, cũng như là có thị trường rộng lớn từ các nước đang phát triển và cả thế giới thứ ba. Vừa rồi là toàn bộ video về dòng tên lửa vác vai chống tăng uy lực nhất thế giới. Vũ khí dù hiện đại thế nào, được viện trợ nhiều đến bao nhiêu, nhưng nếu quốc gia đó không có ý chí, không tự lực cánh sinh mà chỉ trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài, thì con đường bảo vệ chủ quyền chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều chông gai. Nhận định của bạn về vấn đề này là gì? Hãy chia sẻ ý kiến của mình xuống phía bên dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến hành trình nào từ kiến thức quân sự. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ.